Xin chào quý vị và các bạn Hôm nay Thành xin phép giới thiệu cho quý vị và các bạn một cặp nhà Chính xác hơn là một căn nhà vì trong cặp nhà này thì đã có một căn bán rồi thì Căn nhà này nó nằm tại vị trí là cách uh, mặt tiền của đường Tân Hòa Đông tầm khoảng 200m Và vị trí ngay căn nhà mình mà chúng ta di chuyển từ... Uh, từ nhà và đi các quận ví dụ Tân phú thì rất là gần tại vì chúng ta đi có thể từ tân hòa đông chúng ta đi phan anh đi hương lộ 2, ngã tư bốn xã quý vị đó rất là dễ dàng nhé thì nằm một hẻm thông mà trước mặt nhà mình là một trường trường dạy dạy thêm cho bé nữa quý vị đó rồi các nhà mình có diện tích ngang 4 m dài 15 m và ở phần sân trước thì để sẵn hai m rưỡi để chúng ta có thể bỏ xe máy cũng như có thể ở trước trồng tiểu cảnh cũng được quý vị nhé Kết cấu nhà thì một trệt một lửng, uh, hai lầu và sân thượng nhé. Ở đây thì không gian gara ô tô. Gara ô tô thì cũng khá là rộng nha quý vị. Đó, nó có nó tầm khoảng là 25 đến 30 mét vuông nhé. Hai bên tường thì ốp gạch cũng khá là cao rồi và hệ thống quạt uh, khác với những cái căn nhà khác thì trong cái căn nhà này thành đi vào thì tất cả không gian phòng rồi những cái vị trí như là bếp này này kia thì đều có sẵn ốp sẵn dán sẵn cho mình cái hệ thống quạt rồi đó, quạt dán tường á quý vị quạt bát vào tường đó. rất là tiện nhé và vào quay video nhưng mà cảm giác rất là mát tại vì cũng có hệ thống quạt như vậy ở sau chúng ta sẽ có giếng trời và cái phòng vệ sinh ở phía dưới trệt nha quý vị nhé Giá bán căn nhà mình thì 6 tỷ rưỡi Và còn thương lượng Không gian hệ thống tủ Ôm sát vào tường Tủ âm tường để chúng ta có thể là trưng bày rượu chẳng hạn Rồi lên gác lửng thì chúng ta sẽ có một khoảng không gian Nó rơi vào tầm khoảng 25m2 Để à, chúng ta sử dụng làm phòng khách nha quý vị nhé cũng trang trí sẵn hết mọi thứ rồi đó, về chúng ta bỏ sofa vào nữa là rất là ok đường Tinh Hòa Đông này thì một đầu nó sẽ nằm ở phía là vòng xoay Phú Lâm đó và đầu còn lại thì chúng ta sẽ đi hết đường thì chúng ta sẽ gặp với Hương lộ 2 nhưng mà trên trục đường này thì chúng ta sẽ giao nhau với đường An Dương Vương này rồi đường Phan Anh để di chuyển về hướng ví dụ như là võ văn kiệt này hoặc là chúng ta có thể đi di chuyển về uh, hướng uh, ngã tư Bố xã rồi đi đầm sen chẳng hạn quý vị rồi lầu 1 sẽ có hai phòng ngủ và à, hai nhà vệ sinh mỗi phòng đều có một phòng vệ sinh riêng quý vị nhé à, và phòng vệ sinh được cái cũng khá là to tôi xin nhắc lại là căn nhà mình nằm ở ngay một cái hẻm lớn hẻm uh, xe hơi 5 mét để chúng ta có thể dễ dàng di chuyển ngay cả việc là chúng ta có một chiếc xe hơi 7 chỗ hoặc 16 chỗ vẫn vô được mà chúng ta bỏ gara ở dưới nhà diện tích căn nhà thì ngang 4 dài 15 kết cấu một trệt một lửng hai lầu và sân thượng quý vị nhé ai mà quan tâm đến căn nhà này thì có thể liên hệ cho thành qua số hotline nha. À, những video gần đây thì thành đa số sẽ là quay tay với quý vị cho nên cũng không được lên hình và khi mà thành lồng tiếng lại thì nó không hay bằng cái việc là mình trực tiếp nói. Nhưng mà quý vị thông cảm nha, tại vì cũng mới chuyển, mới chuyển lên Bình Tân và bắt đầu là đến cái thị trường trên này và cũng như là muốn giới thiệu cho quý vị nào đang tìm kiếm nhà ở Bình Tân có những căn nhà mới và đẹp và giá nó cũng là giá phải chăng Thực ra với cái tầm giá này thì Thành ở dưới khu vực vực dưới Long An thì cũng có bán với tầm giá này luôn Đó là khu đô thị 5 sao quý vị Nó tầm khoảng 5 tỷ, 6 tỷ, 7 tỷ Và những căn mặt tiền Những trục đường lớn có khi cũng 8, 9 tỷ nữa đó Thì Thành tự nhiên xác định lại Ủa với tầm giá đó thì sao mình lại không Làm ở trên Bình Tân Cho nó gần tiện cho cái công việc Cũng như là à, ngay vị trí mình ở Thì nó cũng gần luôn đó, cho nên là quý vị mà khi muốn đi xem nhà chỉ cần gọi một tiếng trong vòng 10 phút là thạch đã đến nơi rồi rất là nhanh còn ở dưới kia thì đôi lúc phải gọi trước nửa tiếng hoặc là một tiếng để sắp xếp công việc để có thể là đón quý vị không để chờ rồi ở trên sân thượng thì chúng ta sẽ có ở trước chúng ta có một phòng thờ này có giếng trời và ở sau thì chúng ta sẽ có một cái sân thượng đó có thể là trồng lan trên này cũng được tại vì làm sẵn hệ thống rào khá là cao rồi rồi quý vị nào mà quan tâm đến căn nhà này cũng như à, những sản phẩm nhà ở trên bình tân à, nếu mà à, xác định được cái tầm giá mình có thể mua được thì có thể gọi cho thành là thành có thể tư vấn xem có sản phẩm nào phù hợp với mình hay không nha quý vị nhé còn bây giờ thì thành xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau